Chỉ với 7.500.000 có ngay bộ combo thiết bị vệ sinh full 11 món đầy đủ tiện nghi luôn. Cùng nhau khám phá xem trong combo này có những gì nha. Đầu tiên là mẫu bồn cầu một khối liên lạc dễ vệ sinh, các nứt cao, lực xả mạnh, hai nút nhấn xả tiện lợi. Đi theo bồn là dây cấp nước và răng cao su chống hôi, chế độ xả xoáy hiện đại đánh bay mọi vết bẩn. Bồn cầu có kèm theo vòi xịt rửa chất liệu inox cho tia nước mềm mại, tặng kèm cho khách hàng van tê khóa chi nước tiện lợi quá chừng. Trong combo có luôn cây sen tắm nóng lạnh siêu tiện lợi, bên phải là cần gạt tắt mở cũng như là điều chỉnh nóng lạnh. Bên trái sẽ là nút điều chỉnh các chế độ nước của cây sen, gồm có vòi xả thau, phát sen và tay sen. Tay sen này có thêm 3 chế độ nước tùy theo nhu cầu của mình mà sử dụng nha. Combo này có đầy đủ phụ kiện nhà tắm luôn, nào là rổ gốc, máng khăn đa năng có thể gấp gọn, hộp đựng giấy. Các phụ kiện đều làm từ inox B04 nên là quý khách hàng yên tâm về độ bền của sản phẩm. Sản phẩm cuối cùng trong combo chính là bàn đá đặt chậu lavabo, đi kèm là vòi lavabo chất liệu đồng thau mạt rơm sáng bóng, kẹt mở dễ dàng, chậu lavabo rộng rãi thanh lịch, cùng với đó là bàn đá được làm từ đá granite cao cấp, khả năng chống chạy cao, đi kèm theo bộ là có gương soi, kệ thẳng và bộ xả lavabo chống hôi nữa. Xem xong, nếu như mà đã ưng combo này rồi thì liên hệ với Thế Giới Nhà Tắm để đặt mua ngay nha cả nhà.